Ngồi cả lớp hãy ổn định cơ thể của mình. Áp chặt hai mông xuống dưới sàn. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thùy Linh ơi, quay cái mặt về phía hướng này trước đi Thùy Linh ơi. Xoay cái cam của em lại cho cái cam của em nó xoay ngang á. Thấy cái khung hình của mình nó sẽ rộng hơn. Cô sẽ quan sát được toàn bộ cái thảm của bên em. Giữ thẳng cột sống. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Đôi môi thả lỏng. Mỉm cười nhẹ nhàng. Hít vào thật chậm. Thở ra thật chậm. Thả lỏng đôi tay. Thả lỏng đôi vai. Hít vào thật chậm. Thở ra thật chậm. Mời cả lớp hai tay chắp trước ngực. Mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng và kết nối năng lượng của lớp mình. Hít một hơi thật sâu. Ôm. Lần thứ hai nào cả lớp. Hít một hơi thật sâu. Ôm. Lần cuối. Hít một hơi thật sâu. Mời cả lớp hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ trên gối. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Tập trung ý thức vào bên trong cơ thể. Hãy tập trung ý thức vào hơi thở của chính mình. Hít một hơi thật sâu. Thở một hơi thật chậm. Hãy loại bỏ những suy nghĩ, những tiếng động, những ồn ào ở bên ngoài. Tập trung ý thức vào bên trong cơ thể. Cảm nhận hơi thở. Đi vào, đi ra lúc này. Hơi thở đi vào. Bạn nhận biết hơi thở vào. Hơi thở đi ra. Mình nhận biết. Hơi thở đi ra. Hít vào. Nhẹ nhàng đưa hơi qua hai cánh mũi. Xuống cuống họng. Xuống bụng. Căng tròn cơ bụng lên. Thở ra chậm rãi. Hóp sâu bụng lại. Tống hết hơi ra ngoài. Hít vào từ từ căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra chậm rãi, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra ngoài. Lần nữa hít vào, căng tròn bụng bạn như một quả bóng, bơm đầy khí vào bên trong cơ thể bạn. Thở ra nhẹ nhàng, tống hết mọi chất độc, mọi ưu phiền trong cơ thể ra bên ngoài. Hóp sâu, hóp sâu, hóp sâu bụng lại. Lần nữa hít vào, căng tròn cơ bụng lên tối đa, nín thở, giữ hơi lần thứ nhất. Thả lỏng vầng trán, giữ thẳng cột sống lưng lên nào. 3, 2, 1, thở ra, hóp sâu bụng lại, tống hết hơi ra bên ngoài. Lần nữa hít vào nhẹ nhàng, căng căng cơ bụng lên tối đa. Thở ra hóp sâu. Thở hóp sâu. Hít vào từ từ căng tròn cơ bụng lên. Nín thở, giữ hơi lần cuối. Phép hít thở bằng bụng giúp chúng ta đưa nhiều oxy hơn vào phổi, đã thông các kinh mạch huyệt đạo của chính mình. Mỗi ngày chúng ta hãy luyện hít thở nhiều hơn,
sâu hơn một chút. Thở hóp sâu. Thở hóp sâu. Rồi mời cả lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên nào. Hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm. Mắt vẫn nhắm nhẹ, hai tay ôm nhẹ gối. Cầm về sát ngực, chúng ta chuẩn bị đi bài tập vai, cổ, gáy lúc này. Hít vào, ngẩng mặt, nâng cầm, vươn căng căng cơ cổ. Mở căng lồng ngực ra luôn cả lớp. Thở, hóp bụng, gù lưng, cầm về sát ngực, tách hai cái bả vai của chúng ta sang hai bên nào. Cảm nhận hai bả vai của mình được căng kéo giãn ra hai bên. Hít hai, ngẩng mặt, nâng cằm, vươn căng căng cơ cổ. Mắt chúng ta nhắm nhè lại để tránh nhăn vùng trán lúc này. Ý thức vươn căng thôi, không có đẩy cái cơ cổ mình ra phía sau nhiều sẽ ảnh hưởng đến các đốt sống cổ của chúng ta. Thở, hóp bụng, gù lưng, cầm về sát ngực lần thứ hai. Lần cuối, nhẹ nhàng, hít vào, võng lưng căng lồng ngực, mở căng căng cơ cổ. Mắt hướng lên trần cả nhà, vươn căng cơ cổ lên. Giữ lại ở đây. 3, 2, 1, thở, hóp bụng, cầm về sát ngực lần cuối nào. Ba, hai, một, hít mặt về chính diện. Chúng ta chuẩn bị xoay cổ theo chiều kim đồng hồ từ phải sang trái. Hít vào, nhẹ nhàng xoay cổ sang bên phải. Ra sâu, thở sang trái, cầm về sát ngực. Hít hai, xoay cổ sang phải, nhẹ nhàng căng cơ cổ ra sau, thở sang trái, cầm về sát ngực. Lần cuối nào, hít vào, xoay cổ sang phải, ra sau, thở vươn căng cơ cổ sang bên trái, cầm về sát ngực. Đổi chiều nào cả lớp, hít vào, xoay cổ sang trái, kéo căng biên độ cổ ra sau, thở sang phải, cầm về sát ngực. Hít hai, xoay cổ sang trái, thở ra sâu, căng biên độ cổ sang phải, cầm về sát ngực. Lần cuối, đi vòng một lần cuối đi cả lớp mình, chậm rãi theo cái hơi thở của mình. Hít mặt về chính diện. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Vươn thẳng cơ thể mình lên trần. Thở, nhẹ nhàng, chắp tay lại, kéo tay về trước ngực, cúi đầu chào nhau, Namaste. Xin chào cả lớp một lần nữa. Mời cả lớp vào bài chính nào. Hít vào, vươn hai tay dang ngang. Nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, vươn hai tay dang ngang cả lớp, nắm chặt lòng bàn tay. Rồi chúng ta hãy xoay cái cổ tay của mình nào, xoay từ trước ra sau. Thùy Linh ơi, sao không tập đi Thùy Linh? Xoay từ sau ra trước. Khi chúng ta xoay cái cổ tay, hãy căng hai cái cánh tay của mình ra cả nhà. Phải dùng lực vào hai cái cánh tay và chúng ta xoay cái cổ tay. Không thả rơi cái cánh tay mình xuống. Đổi chiều nào cả lớp. Rồi, giữ lại cái cổ tay của mình. Lúc này xoay luôn cả cái cánh tay từ trước ra sau. Đi cái vòng nhỏ thôi Thảo Lê ơi, cái vòng nhỏ căng cái cánh tay mình ra, căng cánh tay hai bên, đúng rồi, đi vòng thật nhỏ, thật chậm. Chúng ta đi càng chậm và vòng càng nhỏ.
nó sẽ tác động vào cái bắp tay của mình càng nhiều hơn ha, giúp cho giảm mỡ cái cánh tay mình, săn chắc từ cánh tay sang cái bả vai phía sau. Rồi xoay đổi chiều. Rút cơ bụng vào trong, xoay đi nào cả lớp. Chúng ta tập sẽ chống tay rất là nhiều cho nên hãy xoay đôi tay của mình lúc này. Rồi, thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều. Hít vào, tiếp tục vươn hai tay sang ngang. Thở, hạ tay phải, cạnh hông phải, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lường sang phải. Rút cơ bụng, đẩy cái lồng ngực mình lên, hai mông áp chặt xuống sàn. Hít vào, nâng lên. Thở, đổi bên sang trái. Ai tốt chúng ta sẽ áp chặt cái chỏ tay xuống sàn luôn, mình chưa tốt thì không sao hết. Hít hai, nâng lên. Thở sang phải lần hai. Hít vào, vươn lên. Thở sang trái. Kéo toàn bộ cái cánh tay, áp chặt mang tay, mắt nhìn lên trần. Rút cơ bụng vào trong, hít sâu, thở đều. Hít vào, nâng lên. Thở, đổi bên. Nâng lên thì chúng ta vươn hai tay sang ngang nha cả lớp, không vươn tay lên cao. Rút cơ bụng vào trong. Áp chặt cái chỏ tay phải xuống sàn. Đẩy cái lồng ngực mình lên. Mỹ Phương ơi, nâng cái đầu của em lên cao một miếng, không có hạ thấp cái cơ cổ xuống như vậy. Nâng cái đầu lên. Đúng rồi, giữ lực lại. 3, 2, 1. Hít vào, vươn lên. Thở, đổi bên lần cuối. Vươn thẳng cánh tay mình ra, dùng lực vào cánh tay mình đi. Thở lên. Cả lớp chúng ta hãy dùng lực vào cánh tay. 3, 2, một, hít vào, vươn lên. Thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Hạ tay xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều. Hít sâu, thở đều. Rồi mời cả lớp đưa hai chân mình song song với chiều dài của tấm thảm. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Rút cơ bụng giữ thẳng cột sống nào Thu Hằng. Cả lớp rút cơ bụng giữ thẳng cột sống, tay kẹp sát mang tay, thả lỏng cái cầu vai xuống. Mình vươn tay lên cao nhưng mà hãy thả lỏng cái cầu vai xuống nào. Thở hóp bụng gập người về phía trước 45 độ. Mũi chân hướng về phía đỉnh đầu. Cả lớp mũi chân hướng về phía đỉnh đầu. Hít vào, vươn lên. Thở hấp bụng gặp người về phía trước lần hai. Hít vào, vươn lên. Thở hấp bụng gặp dài người về phía trước lần cuối. Lần này chúng ta cố gắng vươn dài tay mình phía trước đi nào cả nhà. Vươn trước rồi chúng ta mới từ từ hạ thấp bụng chạm đùi. Rồi hai tay của mình ôm lấy lòng bàn chân. Ai tốt thì bụng mình hãy chạm đùi, hạ cái chỏ tay xuống sàn, vươn thẳng cái cột sống. Ai không tốt thì hai tay mình nắm trên cái cổ chân, rồi hơi co nhẹ cái gân kheo lại, nâng cái lồng ngực lên, vươn thẳng cái lồng ngực để chúng ta thẳng cái cột sống lúc này. Mỹ Phương, nắm cái cổ chân thôi em, nắm cổ chân, rướn lồng ngực lên, thẳng cái sống lưng ra, sống lưng em quá gù. Rướn lồng ngực lên nữa nào. Đúng rồi, cả lớp ha, đang làm rất là tốt động tác này. 3, 2, 1, hít vào, vươn lên. Thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Mời cả lớp đưa cơ thể mình về tư thế cái bàn. Chỉnh tư thế cái bàn lúc này. Mũi chân
chống xuống sàn. Hai tay mở rộng, từng ngón tay áp chặt lòng bàn tay xuống sàn. Rút cơ bụng, giữ cho cột sống được song song, được thẳng. Hai phần trắng thì hướng vào nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn cho đốt sống lưng của mình. Hít vào võng lưng, ngẩng mặt, nâng cằm. Thở, hóp bụng, gù lưng, cằm về sát ngực. Hít hai, võng lưng, ngẩng mặt, nâng cằm. Thở, hóp bụng, gù lưng, cằm về sát ngực lần thứ hai. Lần cuối, hít vào, võng lưng, ngẩng mặt, nâng cằm. Giữ lại ở đây nào cả nhà mình. Tiếp tục võng cái thắt lưng hơn nữa nào. Cảm nhận cái thắt lưng của mình nó hơi gắt gắt ở đây. Thở, hóp bụng, gù lưng, cằm về sát ngực lần cuối. Hít sâu, thở đều. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện, đưa lưng về trung tính, không võng cũng không gù nào. Chân phải chuẩn bị, hít đá chân phải ra sau, nâng chân phải lên song song bằng hông. Mũi chân hướng xuống sàn, đạp mạnh gót chân ra sau. Thăng bằng, rút cơ bụng vào trong cả nhà. Đây cũng là một trong những động tác chúng ta tập nhiều ha. Thì nó sẽ giúp cho cơ bụng của mình được săn chắc nào. Áp chặt lòng bàn tay phải xuống sàn. Hít vào, vươn tay phải trái kẹp sát mang tay. Cố gắng vươn tay trái dài hơn nữa. Chúng ta đang có hai cái lực đối kháng ở đây. Một lực kéo tay trái chúng ta về phía trước và một lực kéo cái gót chân mình ở phía sau. Hai lực đang đối với nhau. Kéo thẳng. Rút cái cơ bụng lên cả nhà, không võng lưng. 3, 2, 1, đá chân phải sang ngang, đồng thời vươn tay trái sang ngang luôn nào. Cảm nhận chân phải của mình đã song song bằng hông chưa? Chưa song song bằng hông thì cố gắng rút cơ bụng vào để cái chân phải mình được song song bằng hông. Lực mà dồn lên cái cổ tay nhiều quá thì hít một hơi thật sâu, đẩy cái lồng ngực và bả vai mình lên trần. 3, 2, 1. Rồi, rút chân, rút tay về. Hạ tay chân chúng ta xuống thảm. Tiếp tục chân trái chuẩn bị. Hít đá chân trái ra sau. Nâng chân trái lên song song bằng hông. Mũi chân hướng xuống sàn, gót chân đạp ra sau. Thẳng gân kheo lên. Cả nhà, thẳng gân kheo nữa nào. Hít sâu, thở đều. Đồng thời, tay phải chuẩn bị. Hít vươn tay phải về phía trước. Tay phải kẹp sát mang tay. Ở động tác này, cơ bụng phải rút vào, đẩy cái phần cột sống lên, không võng thắt lưng cả lớp. Hít sâu, thở đều. 3, 2, 1, đá chân trái sang ngang, đồng thời tay phải của mình cũng sang ngang luôn nào. Rút cơ bụng, nâng chân của chúng ta song song bằng hông và tay song song bằng mang tay. Giữ, nhìn về một điểm cố định để chúng ta thăng bằng. 3, cố gắng lên nào cả lớp đang làm rất tốt lúc này. Cố gắng lên, hai hơi thở nữa thôi. 2, 1, thở, hạ tay, hạ chân xuống nhẹ nhàng, chống mũi chân, rút cơ bụng, nâng mông lên cao về tư thế cho úp mặt duỗi mình, vai thấp mông cao, đầu gối thẳng. Hít sâu, thở đều.
Hít vào, nhón cao gót chân. Đẩy bả vai ra sau thu hẳn. Cả lớp ý thức đẩy bả vai ra sau nữa nào. Ngọc Lệ đẩy bả vai ra sau. Chân phải chuẩn bị. Hít đá chân phải sang ngang. Đá chân phải sang ngang. Thở hạ chân phải trước chân trái một bàn chân. Hạ chân phải trước chân trái một bàn chân. Cả lớp hạ chân phải trước chân trái một bàn chân. Đúng rồi. Hít đá chân trái sang ngang. Thở hạ chân trái trước chân phải một bàn chân. Vẫn nhón cao gót chân cả nhà, cố gắng nhón cao gót chân. Lực lúc này nó dồn lên đôi tay của mình rất nhiều, cho nên cơ bụng chúng ta được rút vào. Khi cơ bụng rút vào, nâng cái mông lên thì lực nó bị bớt dồn trên trọng tâm của cái tay mình. Lần thứ hai, hít đá chân phải sang ngang. Cao chân lên nào. Thở hạ chân phải trước chân trái một bàn chân. Hạ bằng cái mũi chân chúng ta ha cả nhà, không áp chặt lòng bàn chân xuống sàn đâu, nhưng mà khoảng cách là bằng một bàn chân. Lần thứ hai, hít đá chân phải. Thở hạ. Lần cuối, hít vào. Mỹ Phượng ơi, em tập thì sai rồi, nhìn mẫu em. Hít vào, đá chân phải sang ngang. Hạ chân phải bên cạnh chân trái. Hạ gót chân xuống sàn. Thở ra, hấp bụng, cò cuối gập sâu. Kim Ngân đi, nãy giờ chưa tới hả Kim Ngân? Hít vào, nâng lên nửa người. Thở ra cuối, cò cuối gập sâu. Chị Lan Bùi sao vậy chị? Hít vào, vươn hai tay lên cao, cuộn từng sống lưng, vươn tay lên cao. Vươn thẳng thẳng cơ thể mình lên trần. Mai chị đâu thấy mẫu rồi em. Chị thấy em thôi. Ủa? Vậy hả, cái nhà mình hồi nãy giờ không nói. Xin lỗi cái lớp mình. Cái kỳ vậy ta? Chờ cô Hiền xíu nha. Ủa, Aspin rồi mà ta. Chờ, chờ xíu. Này thấy cô Huyền đẹp quá, cho nên cô Huyền là mẫu luôn. Chờ cô Huyền một xíu. Bây giờ cả nhà thấy mẫu chưa ạ? À? Thấy rồi con. Ok. Vươn hai tay lên trần. Thở, hấp bụng, gập dài người về phía trước. Hai tay đặt cạnh chân, đỉnh đầu chúc xuống sàn. Co nhẹ cái gối lại. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sâu. Nén thở, rút chân trái về bằng chân phải. Đẩy người về phía trước, tấm ván. Chỉnh tư thế tấm ván, rút cơ bụng lên. Gót chân với mũi chân là một đường thẳng. Đẩy cái cầu vai lên. Ở tư thế tấm ván là một trong những tư thế rất là tốt cho chị em phụ nữ. Vừa săn chắc cơ bụng, săn chắc cơ đùi và chúng ta mạnh đôi tay nhưng mà không có bị to cái bắp tay của mình. Kim Ngân rút cơ bụng, đẩy phần thắt lưng lên, võng thắt lưng quá nhiều. Thở, hấp bụng. Đẩy lên cả nhà mình. Rồi, thở, hạ gối. Ngực giữa hai tay, trán chớp mũi chạm sàn. Duỗi mũi chân, lướt người lên. Tư thế con rắn. Áp chặt bụng dưới xuống sàn. Hạ thấp đôi tay, thả lỏng cầu vai. Áp chặt bụng dưới xuống sàn. Lực nó mới dồn vào cái cánh tay của mình. Nâng lồng ngực mình lên.
Ký mũi chân rút mông lên cao về chó úp mặt duỗi mình, vai thấp mông cao, đầu gối thẳng. Hít sâu thở đều. Hít sâu thở đều. Chỉnh tư thế cho mặt duỗi mình nào, đẩy cái bả vai ra cạnh lớp mình. Lớp mình có còn nhiều người, cái bả vai mình vẫn chưa có được đẩy ra phía sau. Hít vào nhón cao gót chân. Thở hà. Mắt nhìn về giữa hai tay. Khuỵ nhẹ gối, nhảy bật về giữa hai tay. Thở cò cuối gập sâu. Hít vào hai tay vươn lên cao. Vươn thẳng cột sống mình lên trần. Thở lùi mông ra sau về cái ghế. Hai tay vẫn kẹp sát mang tay. Rút cơ bụng vào trong, cuộn cái xương cục xuống để không bị võng lưng nào cả nhà. Cuộn xương cục xuống, gối không qua các mũi chân của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ từ từ xuống thảm, là giữ tư thế cả nhà, giữ tư thế. Chưa mà chưa, vẫn giữ tư thế cái ghế đó. Hạ từ từ mông của mình nào, nghe nhịp đếm. 5, hạ từ từ mông xuống sàn. 4, hạ 3, chậm rãi thôi. Rút cơ bụng. 2, 1, rồi từ từ hạ mông xuống sàn. Rồi hạ cánh tay mình xuống, nằm dài người mình trên thảm luôn đi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu vào cơ bụng. Duỗi hai chân. Rồi, nằm dài xuống thảm cả nhà. Hít vào, nâng chân phải lên cao. Vươn chân phải lên trần. Lòng bàn chân hướng lên trần, mũi chân hướng về đỉnh đầu, thẳng gân kheo mình ra. Hít vào hai tay, vươn qua khỏi đầu. Hóp bụng, thở, nâng ngực, tay, chạm, mũi chân. Thở, hạ. Chậm rãi thôi cả nhà ha. Hôm nay chúng ta sẽ tập cơ bụng cho phần còn lại thời gian. Hít hai, nâng. Thở về. Hít ba, nâng. Thở hạ. Hít bốn, nâng. Thở hạ. Lần cuối hít 5, nâng. Lần này cố gắng mũi tay chạm được mũi chân của mình. Rút cơ bụng vào, mũi tay chạm được mũi chân nào cả nhà. Gồng siết cái cơ bụng vào trong, săn chắc cơ bụng của mình. Vắt eo, vắt mỡ cho cái phần bụng của mình nào. Thẳng gân kheo, 5, cố lên, 4, 3, không nắm nào Thu Hằng, 2, 1, thở hạ, chân hạ tay xuống nhẹ nhàng. Tiếp tục hít vào, nâng chân trái lên. Chúng ta đi tiếp tục, không nghỉ nào. Mũi chân hướng về phía đỉnh đầu. Rút cơ bụng. Hít vào, nâng tay. Chạm mũi chân. Nâng lồng ngực chúng ta lên. Thở hạ. Hít hai, nâng. Thở về. Hít ba, nâng. Thở hạ. Hít bốn, nâng. Thở về. Lần cuối nào, lần này hãy thẳng hết toàn bộ gân kheo ra. Vươn cổ chân, vươn thẳng chân, mũi chân hướng về đỉnh đầu. Hít lần cuối, hít năm, nâng. Hãy chạm tay mình vào mũi chân đi nào cả nhà. Cố gắng nào. Chạm đi, khi mà chạm được thì mỡ nó mới tan được ha.
5. 4 chạm thôi không nắm, nắm nó. 3. 2. 1. Thở, hạ tay, hạ chân xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều. Rồi hai tay mình co lại đặt ở sau cái gáy của mình. Đặt sau gáy. Khép hai chân lại. Không phải là khép hai chân lại chứ không phải chống chân xuống sàn cả nhà. Khép chặt hai chân. À, mũi chân mình duỗi thẳng. Rồi. Hít vào, nâng ngực, nâng đầu chúng ta lên, xoay người sang bên phải, nâng lên và xoay sang bên phải. Đúng rồi, thở về, thở hạ. Hít hai, nâng lên, xoay bên trái. Thở hạ. Cả lớp mình hãy giữ nhịp theo cái nhịp đếm của cô giáo ha, không làm trước đâu. Lần nữa hít vào, nâng lên, sang phải. Thở về. Hít nâng lên sang trái. Thở về. Mỗi bên 5 nhịp thôi. Lần 3 hít lên sang phải. Thở về. Hãy nâng cao lên một xíu cả nhà. Rút cái cơ bụng vào. Chúng ta nâng cao lên mới tác động được cơ bụng trên. Lần nữa hít vào nâng lên sang trái. Thở về. Lần thứ 4 hít vào sang phải. Nâng cao lên để tác động cơ bụng trên. Thở về. Hít vào sang trái. Thở về. Lần cuối hít vào nâng lên sang phải. Cố gắng xoắn cái eo mình sang phải nhiều hơn nào. 5, 4, 3, 2, 1. Thở về. Hít vào nâng lên sang trái. Xoắn toàn bộ eo của mình sang trái. Lồng ngực của chúng ta sang trái. Mắt hướng nhìn bên trái. Nâng cái vai lên khỏi sàn hết cả nhà. Nâng toàn bộ hai vai lên khỏi sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều. Hít sâu, thở đều. Khép chặt hai chân vào. Lần này hít vào nâng cùng lúc hai chân lên 90 độ. Hai tay vươn qua khỏi đầu. Rút cơ bụng, hít vào nâng hai tay chạm cùng lúc hai chân của mình. Nâng cao lên nào cả lớp. Nâng. Cơ bụng đau, nâng lên. Lần này một lần thôi và chúng ta giữ nào cả lớp đang đợi. 5. Chị Xuyên. 4. 3, 2, 1, hạ chân 45 độ, hạ chân 45 độ cả nhà, hạ chân 45 độ. Toàn sao đau bụng trên quá vậy cô Huyền? Tiếp tục hạ xuống 30 độ. Hôm nay chúng ta học cơ bụng cả nhà, cố gắng lên, mình bỏ là mình sẽ thua cuộc trong buổi hôm nay. Tiếp tục hạ 20 độ. 3, 2, 1. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều cả lớp ha. Hôm nay chúng ta tập toàn bộ vào cơ bụng. Nên cả nhà mình hãy cố gắng nha. Rút cái cơ bụng vào trong để không bị đau cái thắt lưng. Và sau cái buổi tập hôm nay cả nhà phải đau cơ bụng thì chúng ta mới thành công. Hít sâu, thở đều. Hít sâu, thở đều. Rồi chống hai cái khuỷu tay xuống sàn cả nhà. Khuỷu tay chúng ta chống xuống sàn. Khuỷu tay mình chống ra sau và nâng cái khuỷu tay mình xuống. Đúng rồi, nâng cái khuỷu tay. Nâng đầu mình dậy, nâng ngực chúng ta lên, khuỷu tay chống xuống sàn. Cho từ tay với cái khuỷu tay mình trên một trục thẳng. Cả nhà hãy chỉnh tay với khuỷu tay mình trên một trục thẳng để áp chặt cái lòng bàn tay lực xuống dưới sàn. Mắt mình hướng về phía mũi chân nào? Mắt hướng về phía mũi chân. Rút cơ bụng, hít vào, nâng hai chân lên cao. Hít sâu, thở đều. Rút cơ bụng, nâng chân lên cao. Hạ 45 độ. Rút cơ bụng lại cả nhà nha. Khi mà chống được cái lực tay như thế này rồi thì lưng chúng ta sẽ bớt đau. Hạ 35 độ. Hít vào, nâng lên lại 90 độ.
hạ 45 độ. Lần này hạ chân phải xuống sàn. Chống lòng bàn chân áp chặt xuống sàn, nâng cái đầu gối chúng ta lên, chân trái vẫn ở trên cao cả nhà, chân trái vẫn ở trên cao. Tập trung vào hơi thở đi, tập trung vào hơi thở. Hít vào, tiếp tục nâng cao chân trái. Thở hạ chân trái song song với khối phải. Hít hai, nâng cao chân trái. Thở hạ chân trái song song với gối phải. Song song với gối phải cả nhà, chân trái vẫn vuốt thẳng ra. Chân trái vẫn vuốt thẳng song song với gối phải. Lần này mũi chân hãy vuốt thẳng ra luôn Thu Hằng, mũi chân vuốt thẳng. Đúng rồi. Rồi giữ thế lúc này nào cả nhà mình, giữ ha. Dùng cái lực của cái chỏ tay và dùng lực của bàn tay hít vào, nâng bụng, nâng hông của mình lên, áp chặt lòng bàn chân xuống sàn. Áp chặt bàn chân phải xuống sàn, nâng bụng, nâng hông, mũi chân của chúng ta vuốt thẳng lên. Giữ. Lúc này nó sẽ tác động vào cơ bụng rất là nhiều nè cả nhà, giữ đi. 5 4 3 2 1 thở hạ xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều. Hạ hai chân xuống, duỗi mũi chân ra cả nhà. Tay chúng ta vẫn còn chống, tay mình vẫn chống, chưa thư giãn đâu. Chúng ta phải đi tiếp nào, cam kết ngay từ lúc đầu chúng ta phải đi liên tục. Mũi chân. Hít vào, nâng hai chân lên cao. Nâng lên cao 90 độ đó cả lớp mình. Cầm hướng nhẹ về ngực ha. Thẳng cái gân kheo mình ra. Thở hạ 45 độ. Lần này chân trái hạ chống chân trái. Chân phải vẫn còn ở trên, duỗi thẳng mũi chân phải. Hít vào, đá chân phải lên 90 độ. Rút cơ bụng vào trong. Thở hạ chân phải song song với đầu gối bên trái, song song với đầu gối bên trái. Hít hai, nâng lên. Thở hạ song song với đầu gối trái. Rồi này, lần này ha, rút chặt cơ bụng, áp chặt lòng bàn tay, hít vào, nâng hông, nâng người của chúng ta lên. Cố gắng rút cái cơ bụng lại, áp chặt lòng bàn tay, nâng lên nữa cả nhà, tác động vào cơ bụng rất là nhiều. 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ xuống nhẹ nhàng. Hạ tay, hạ chân xuống nhẹ nhàng luôn nào cả lớp mình. Rồi, nâng người mình ngồi dậy chưa nằm? Không nằm, nâng người mình ngồi dậy. Hai chân co đạp sàn không? Nâng người mình ngồi dậy, hai chân co đạp sàn. Đúng rồi, chưa có nằm đâu. Ha. Sau cái giờ tập hôm nay thì chúng ta phải có một cái lợi ích gì đó chứ. Lòng bàn mũi tay hướng về phía mông. Hít sâu, thở đều nào. Cái chân của mình đẩy ra phía trước một xíu nữa cả nhà. Đúng rồi. Cầm hướng nhẹ về ngực. Hít vào nào. Cuộn cái vai ra sau. Cuộn cái bả vai mình nó mở. Cái lồng ngực, đẩy cái lồng ngực mình lên trước. Cuộn vai, mở ngực trước nào. Chị Nhung Sơn La. Cuộn vai, mở ngực. Rồi, chuẩn bị. Rút cơ bụng thật sâu, hít vào, nâng hông, nâng mông lên cao về tư thế cái bàn ngửa. Ở động tác này tác động vào cơ bụng rất sâu ha cả nhà mình. Cố gắng áp chặt lực xuống dưới sàn, áp chặt lực tay, áp chặt lực chân để nâng cái phần hông. Làm sao mà để cái cơ bụng mình với lại cái phần đầu gối chúng ta trên một đường thẳng. Lê Thúy tiếp tục nâng lên đi em. Khi mà mệt quá thì hãy thả xuống nha cả nhà. Giữ nào. 3, 2, một, thở hạ. Nhẹ nhàng thôi. Hít hai, nâng. Nội lực ở đâu? Cơ bụng của chúng ta, nội lực của mình lúc này nào. Thở hạ. Mắt nhìn về phía trước đi cả nhà. Để chúng ta tập trung vào hơi thở. Lần cuối, hít vào, nâng lên. Rút cơ bụng vào trong.
Siết chặt bụng lại, hít sâu thở đều đi cả lớp. Hít sâu thở đều. 2 1 Áp chặt lòng bàn tay xuống sàn, chưa giữ lại, áp chặt chân trái xuống sàn, hít vào đá cao chân phải. Khi mà chúng ta đá cao chân phải, hãy dùng cái lực của đôi chân, dùng lực của tay đẩy cái hơi lên bể vai và dùng lực của cơ bụng đẩy cái cơ bụng lên song song nào. Cao lên. Cơ bụng chúng ta đang kêu gào ở đây. 3 2 1 Thở hạ, hạ mông xuống nhẹ nhàng. Tiếp tục còn một lần nữa nào. Hít vào, nâng hông, nâng mông lên cao. Rút cơ bụng, đẩy phần mông hông của mình song song với vai nào cả nhà. Tiếp tục. 3 2 1 Áp chặt chân phải, hít vào đá cao chân trái. 3 2 1 Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Rồi hạ người xuống, đưa tay mình lên trước, rung lắc nhẹ cái cổ tay của mình. Rung lắc nhẹ cổ tay đi. Hít sâu, thở đều. Hít sâu, thở đều. Còn một động tác về cơ bụng nữa thôi ha. Cả nhà cố gắng nào. Hít sâu, thở đều, thở lên. Nằm sàn rồi, chưa nằm sàn. Chưa nằm sàn, thở lên ơi. Nằm sàn rồi chưa? Ngồi lại nào. Rồi tiếp tục. Rung lắc nhẹ cái cổ tay rồi ha. Hai tay chống ra sau mông. Một tư thế đó, đỉnh cao hôm nay nữa nào. Rồi mũi chân của mình duỗi thẳng ra nào. Duỗi thẳng toàn bộ chân chúng ta ra. Thẳng hết chân ra. Đúng rồi. Thẳng ra chân ra luôn đi. Em mũi chân duỗi thẳng toàn bộ mũi chân hướng về phía trước. Ở động tác này ha. Hít vào. Mở rộng cầu vai ra. Cuộn một vòng cho vai. Nâng cái lồng ngực lên. Cầm vẫn hướng nhẹ về phía xương ức. Mở vai, hít vào, rút cơ bụng, đẩy hông, đẩy mông lên cao, lòng bàn chân áp chặt xuống sàn. Tư thế này gọi là tư thế máy bay nghiêng cánh hoặc là tư thế cái tấm ván ngược cả nhà nha. Thẳng mũi chân ra, thở hà. Lần 2, mở rộng cầu vai nào, chị Xuyên mở rộng cầu vai ra, đẩy cái lồng ngực lên. Hít vào, nâng lên. Áp chặt lòng bàn chân xuống sàn. Rồi cơ bụng chúng ta dùng lúc này nào. Rút cái cơ bụng. Đẩy cái phần hông lên cao. Tiếp tục chân phải, hít đá cao chân phải. Thở, hạ xuống nhẹ nhàng. Hạ xuống nhẹ nhàng đi nào cả lớp mình. Hạ xuống nhẹ nhàng. Rồi lần cuối cùng. Tay chúng ta vẫn còn giữ phía sau. Lần cuối cùng mở rộng cầu vai. Đẩy lồng ngực lên. Mở lồng ngực mình ra. Không có bó cái lồng ngực mình vào trong. Rút cơ bụng vào trong. Hít vào, nâng hông, nâng mông lên cao. Áp chặt chân xuống sàn. Đẩy mông hông mình lên. Giữ. Giữ nào cả nhà. 3, 2, 1. Chân trái chuẩn bị, hít đá cao chân trái. Vươn thẳng chân trái lên. Cầm mình hướng về xương ức cả lớp. Cầm hướng về xương ức. 3, nâng phần hông lên chị Xuyên. Chị Lưu, Lan Bùi. 2, 1. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Hít sâu, thở đều. Rồi cả nhà mình hãy nằm xuống luôn đi. Thư giãn cổ tay mình một xíu ở đây. Thư giãn cổ tay đi nào cả nhà. Nằm xuống để thư giãn cổ tay ha. Chứ không phải thư giãn toàn thân. Chỉ thư giãn đôi tay của mình. Năm. Bốn. Ba. 2 1
xoay người của mình nằm sấp. Co gối xoay người chúng ta nằm sấp. Tiếp tục chống chỏ tay xuống sàn. Chỏ tay cả nhà, chỏ tay xuống sàn chứ không phải lòng bàn tay. Ký mũi chân, nâng hông lên về tư thế tấm ván thấp. Hai bà mẹ có hai mấy đứa nhỏ lóc nhóc cho làm màn hình chính. Rồi chúng ta cố gắng không nghe được thì mình nhìn mẫu nha cả nhà. Ở tư thế tấm ván thấp là một trong những cái tư thế siết cơ và giúp cho cái cơ bụng của chúng ta săn chắc rất là nhiều. Hãy giữ tấm ván thấp ở đây nào. Mũi chân chặt xuống sàn, đạp mạnh cái gót chân ra sau. Nâng cái đầu mình lên, đầu mình không có nhìn về, không có nhìn cái mặt mình xuống dưới đâu ạ. Nâng cái đầu chúng ta lên, mắt nhìn về một điểm cố định ở giữa hai lòng bàn tay của mình. Rút cơ bụng lên. Ngọc Lệ nằm sàn rồi, Thanh Xuân nằm sàn rồi. 10 giây nữa thôi nào. Nhanh lên, chúng ta tập hồi nãy giờ cơ bụng mình nóng rồi ha. Còn những giây phút cuối cùng, cố gắng lên. 5, Mỹ Phương. 4, 3, 2, 1. Rút cơ bụng, hít vào, đẩy mông sang bên phải. Không, đẩy mông sang bên phải. Thở về. Tiếp tục sang trái. Rút cơ bụng vào trong, hít vào nâng lên, thở hạ sang phải, hít vào nâng lên, thở hạ sang trái. 3 lần nữa thôi cả nhà, hít vào nâng lên, thở hạ sang phải, hít vào vươn lên, thở sang trái. Hít vào nâng lên, thở sang phải, lần cuối. Giữ ở đây nào, rút cái cơ bụng vào trong, xoắn cái eo của mình hơn nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào vươn lên, thở hạ đổi bên lần cuối. Rút cơ bụng, Thảo Lê có cơ bụng rồi kìa. Quá tốt luôn ha, 5, 4, 3, 2, 1. Về lại tấm ván thấp nào cả nhà. Về lại tấm ván thấp. Đẩy mông lên cao, về cho ấp mặt duỗi mình ở tấm ván thấp đi. Ở tấm ván thấp, cho ấp mặt duỗi mình ở tấm ván thấp. Hít sâu thở đều. Đi từng bước chân nhỏ về đỉnh đầu. Giữ chặt cái tay mình lại ha cả nhà, mình đi từng bước chân nhỏ về đỉnh đầu. Rồi đi ra, đi vào rồi đi ra nào. Đi ra, đi chậm thôi cả nhà mình. Chậm mới tác động vào bụng của mình nhiều hơn. Chậm thôi, chậm. Tiếp tục lần nữa đi vào. Đi vào hết được rồi, chúng ta nhẹ nhàng đi ra. Chậm mà chắc ha, bước từng bước nhỏ thôi, thật chậm. Lần cuối nào, đi vào. Rồi ở cái tư thế này, ở cái tư thế này nào, ai mà rút được cái cơ bụng, chúng ta đá chân phải lên cao. Đá một chân, đá chân phải lên cao. Hạ thấp cái cằm mình hơi xuống dưới ha, đá chân phải lên cao, rút cơ bụng. Rồi ai tốt có thể bật được chân trái không nào? Nhẹ nhàng. Bật chân trái bật xuống luôn rồi hả? Ở tư thế này nãy giờ mình đi cơ bụng cơ đùi tốt rồi ha. Mình về thử ai có bật được chân trái không. Mà nói bật chân trái là bật xuống luôn rồi. Rồi ngồi mông ra sau. Bữa nay mồ hôi ha, cơ bụng ha. Định cho cả nhà mình tiếp tục cái tư thế này. Mình lên thử handstand có được không, chin stand có được không. Mà nói mới bật chân phải lên cái chưa kêu chân trái lên cái ngồi xuống hết trơn. Đúng rồi, Thu Hằng. Tiếp tục. Bây giờ hạ chân phải xuống. Đi Thu Hằng, hạ chân phải, nâng chân trái à, quen hai chân đã, quen chút ngược. Cả nhà mình bây giờ nếu mà chúng ta không handstand được ha, hai cái tay mình chắp lại, ôm lấy cái đỉnh đầu của mình.
Hai tay chắp lại, ôm lấy đỉnh đầu, lên tư thế đứng bằng đầu luôn coi. Nãy giờ cơ bụng có đùi đi nhiều rồi. Rồi, hạ chân xuống luôn, Thu Hằng. Rồi lần này bây giờ em chống chặt cái giỏ tay xuống dưới sàn. Ôm cái đầu mình lại ha. Rồi thẳng được cái sống lưng rồi, hít vào. Cô ơi, em không thấy mẫu cô ơi. Không thấy mẫu à? Cả nhà chờ xíu. Rồi thấy chưa? Thấy chưa cả lớp? Thấy chưa? Đúng rồi. Hít sâu, vươn thẳng chân lên. Cơ bụng chúng ta nãy giờ rút rất chặt rồi ha cả nhà mình. Rút cơ bụng rất chặt rồi. Rút cơ bụng vào trong, thẳng chân lên nữa nào. Đúng rồi, ôm chặt đỉnh đầu. Ba. Đó, Thu Hằng rất là tốt. Hai, khép chân lại Thu Hằng ơi. Một. Thở. Rồi coi Thu Hằng coi. Thu Hằng cũng rụng luôn rồi. Chị Lan Bùi rồi lên quẹ ha. Bữa nay học cơ bụng rồi sung ha. Lên quẹ ha chị Lan Bùi ha. Bữa nay ở cái tư thế vừa rồi là cho lên đầu đó nha. Không phải lên quẹ nha. Tư thế cuối cùng là để cho lên đầu luôn ha. Ai lên đứng bằng đầu được không nào? Được coi. Hít sâu thở đều đi. Anh đâu rồi? Anh đâu? Đi cơ bụng quá nhiều rồi đó. Không hả? Không lên được hả? Chị Xuyên ha. Rồi cho chị Xuyên thử coi. Hà Xuyên. Hà Xuyên đâu? Đúng rồi, co. Đâu rồi? Mới có làm mẫu rồi, rồi thoát thế thoát thân rồi hả? Mới có làm mẫu thoát thế thoát thân. Hít sâu thở đều nào. Rồi thôi chúng ta nằm xuống sàn đi ha. Chỉ hôm nay cho lên đầu là một tình thế cuối cùng để chúng ta thử thôi. Hôm nay chúng ta tập trung vào cơ bụng. Và chúng ta đã xong cơ bụng rồi. Cả nhà mình lên bất kỳ tư thế nào thì cái nội lực của chúng ta phải khỏe. Tức là cái cơ lõi và là cơ bụng của mình đó. Phải khỏe thì chúng ta lên bất kỳ tư thế nào cũng được. Rồi. Cơ thể mình nằm ngửa xuống sàn đi cả nhà mình. Chúng ta chuẩn bị vặn xoắn trả cơ và thư giãn. Hít vào, nâng hai chân lên cao. Nâng chân chúng ta lên cao, vuông góc đi nào. Hai tay dang ngang. Thở, hạ hai chân cùng lúc sang bên phải, mắt nhìn sang trái. Vặn xoắn. Thả lỏng và nhắm mắt lại lúc này đi cả nhà mình. Hãy nhắm mắt thư giãn, thả lỏng lúc này đi, từ lúc này. Hít vào, nâng lên. Thở, hạ đổi bên. Hít vào, vươn lên. Nâng hai chân lên cao, giơ tay của mình lên luôn. Rung lắc nhẹ tay chân của mình đi nào. Rung lắc mạnh lên. Đưa máu về. Về thân của mình để giúp cho chúng ta không bị cái tình trạng giãn tĩnh mạch ở đây. Ai bị giãn tĩnh mạch làm cái động tác này rất là tốt. Rồi lắc mạnh, rung mạnh lên nào. Thở, hạ tay chân xuống nhẹ nhàng. Ôm gối mình lăn lưng một xíu đi cả nhà. Lăn ra trước. Lăn ra sau. Lăn bên trái. Lăn bên phải. Rồi, mời cả lớp hãy đưa chân về mé thảm. Chúng ta chuẩn bị thư giãn toàn thân. Tách nhẹ hai chân, rộng bằng mé thảm. Hai tay buông dọc theo thân. Lòng bàn tay ngửa. Mắt nhắm nhẹ, cằm hướng về ngực. Hít sâu, thở đều. Hít sâu, thở đều. Toàn thân tôi được thư giãn lúc này. Trải dài cơ thể bạn trên tấm thảm. Hít vào, tôi biết mình đang hít vào. Thở ra, tôi biết mình đang thở ra. Hít một hơi thật sâu.
thở một hơi thật chậm. Tôi thư giãn từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống dưới lòng bàn chân. Nguồn năng lượng thư giãn đang từ từ dâng lên, dâng lên. Tôi thư giãn các ngón chân, mắt cá, cơ đùi, xương hông, khớp háng cùng xương chậu. Tôi thư giãn đôi bàn tay, các ngón tay, trỏ tay, bờ vai nhẹ nhàng. Nguồn năng lượng thư giãn len lỏi qua khoang bụng, giúp tôi thư giãn toàn bộ cơ quan nội tạng. Tôi thư giãn thận, gan, phổi và tim. Nguồn năng lượng thư giãn vuốt ve toàn bộ đốt sống cổ, lan tỏa xuống đốt sống lưng của mình. Thư giãn áp chặt toàn bộ sống lưng xuống thảm, thả lỏng toàn bộ nguồn sống lúc này. Hít sâu, thở chậm. Nguồn năng lượng lúc này trở nên mạnh mẽ, tràn qua đốt sống cổ, giúp tôi thư giãn toàn bộ cơ mặt. Tôi thư giãn đôi môi, sống mũi, mắt, chân mày, vành trán, đỉnh đầu, chân lông và chân tóc của tôi cũng bao trùm bởi sự thư giãn ấy. Thật nhẹ nhàng, thật bồng bềnh, chìm sâu, toàn thân tôi đang được thư giãn, toàn thân tôi đang được thư giãn. Mời cả lớp ban ý thức quay trở lại căn phòng, rung lắc nhẹ đôi chân, hãy cử động nhẹ đôi tay, hai chân khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu, hít một hơi thật sâu, vươn căng, duỗi căng, thở hạ tay xuống nhẹ nhàng. Mời cả lớp co gối trái, nghiêng người sang phải, chúng ta ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nhẹ, ngồi về đầu thảm, hít sâu, thở chậm. Hít sâu, thở chậm, ổn định lại cơ thể mình lúc này. Hít sâu, thở chậm, hai tay chắp trước ngực, cầm về sát ngực. Trong tâm tôi luôn niệm câu Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực, cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nào cả lớp, Namaste. Xin chào cả lớp, cảm ơn cả lớp rất là nhiều. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc ạ. Hôm nay cả lớp mình tập riêng về cơ bụng, có đã không ạ cả nhà? Có đau cơ bụng chưa? Không đau cơ bụng thì hôm sau chúng ta lại tập tiếp ha. Em bụng rồi ạ. Em hết bụng rồi ha. Bây giờ tối hôm nay nó mà ê rồi thì nó sẽ đau cô. Và ngày mai nó sẽ ê nhiều hơn ha. Tập làm sao mà chúng ta chỉ cần cười nó cũng đau là chúng ta mới thành công nha. Cả nhà có muốn tiếp tục cơ bụng nữa không? Có không? Có thôi. Bụng hay lắm. Bụng bự lắm ha. Dạ. Chào bác. Yeah. Rồi, bye bye cô, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà buổi chiều. Cảm ơn cô nha. Hôm nay tập cơ bụng khoái chưa Thị Xuyên? Nay đau bụng trên nè. Đúng rồi, đau toàn thân luôn. Đau cơ bụng trên, đau cơ bụng dưới luôn ha. Bữa giờ đòi cơ bụng quá. Bữa nay cho đáp ứng nhu cầu của khán giả rồi đó. Ai đáp ứng rồi đúng không? Hiểu luôn rồi. Rồi, chào. Bye bye cả lớp cô, mình ha. Chào cả lớp. Rồi, rồi xin chào. Cả nhà mình hãy thoát ra giúp cô Huyền ha. Từ vì sắp tới có một ca nữa, cả nhà mình hãy thoát ra giùm mà. Okay. Chào chị Xuyên nha. Chào cô Huyền xinh đẹp nha. Chào chị Xuyên yêu dấu. Bữa nay bụng bự rồi đó nha, tập nhiều vô nha. Dạ. Không, cũng không có bự lắm nhưng mà thấy nó cũng vẫn nặng.